Hôm nay là 24 tháng 2 2023. Bệnh nhân này thì bị đau thần kinh sau zona này. Các em biết phòng dục sau 1 tháng đã xe hết lại rồi. Ok lắm rồi. Nhưng nó để lại một cái di chứng tệ hại là nó bỏng rát ngứa liên tục. Thì bây giờ điều trị thì toàn dùng những dòng thuốc hướng thần để làm giảm cái cảm giác bệnh nhân thôi, chứ nó không triệt để được vấn đề này. Vì cơ bản nó bệnh này là không phục hồi được. Nguyên nhân chính của nó là do cái virus nó gây tổn thương về thần kinh, nó không phục hồi. Nó như vậy thì không có nghĩa là không chữa được. Trong trường hợp như này chúng ta nên châm cứu sớm trước 3 tháng. Thường là 1 đến 3 tháng đầu tiên châm cứu phục hồi 100%. Nếu để quá thì chữa khó khăn lắm. Bên ngoài thì là ok rồi. Nhưng bên trong thì nó rát. Bác bị này là bao lâu rồi? Được tháng chưa? Bây giờ nó cắn nhói hay là nó bỏng rát nhiều? Nó đau liên tục hay thi thoảng? À. Cái này thì chúng ta sẽ châm cứu theo giáp tích thôi. Để chúng ta chọn giáp tích tương ứng. Ví dụ như bệnh nhân này thì châm từ L1 đến L5. Và ta châm tại chỗ gã thị huyệt, châm tới cung sườn. Nên là thời gian điều trị này cũng khá lâu mới khỏi được. Yêu cầu bệnh nhân hết sức cố gắng. Nhiều khi điều trị không triệt để sẽ ra biến chứng, trở khó khăn lắm. Còn để khỏi được hay hoàn toàn hay không thì khẳng định là khỏi hoàn toàn được. Để trong vòng 1 đến 3 tháng đầu là tốt nhất, nếu quá rồi thì điều trị sẽ khó khăn lắm. Tỷ lệ phục hồi của nó rất thấp, đặc biệt là qua 6 tháng thì bệnh nhân gần như là bị suốt đời. Nên khi bị ra nên châm cứu càng sớm càng tốt.